này nè, nó có cái nút đó, mình có thể mình chỉnh nhanh chỉnh chậm đồ cũng được, nói chung mình, nhưng mà lúc mình chỉnh á thì mình phải đợi chút xíu để cho nó đều lại nha anh em. Hello, xin chào anh em, mình vừa mới nhận được cục hàng của Lazada nha, đây nè, khá là bự nha, thì cũng rất là nặng tay luôn á. Thì cái này hôm trước mình mua là cái máy đưa võng tự động nè, cái nhãn hiệu của nó là Livono đó, mình tham khảo á thì thấy có cái loại này là người ta ưa chuộng, người ta dùng nhiều nè, với giá nó cũng cạnh tranh nữa. Với shop này mình thấy người ta bán cũng uy tín đó nè, có bán tới 400 mấy chục cái lận đó. Rồi có mấy cái bình luận ở dưới đây là giống mô tả nè ha, hàng tốt giống như mô tả nè, thấy rất chắc chắn nhưng chưa sử dụng nè ha đó. Với nhiều bình luận ở dưới đây nữa thấy cũng ok. Thường thường á mình mua hàng cũng vậy á, mình đều coi những cái bình luận ở dưới đây nè, coi có ai mà mua xài thử chưa đó. Mình thấy cũng hợp lý, cũng ok, bởi vì mình mua về coi như thế nào ha. Thì mình mua ngay cái đợt sale 12 tháng 12 đó thì mình được voucher giảm giá nhóc hết trơn nè, nó trừ ra hết thì còn có 232.000 thôi đó, rất là thơm luôn ha. Thì anh em nào mà chưa biết săn voucher đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây nè, anh em tham khảo để lấy voucher ha, để khi nào mà có cần mua đồ được đó mình nhập voucher vô mình mua nó rẻ hơn, từ 304.000 nè, cái luôn tiền ship nữa thì nó tầm cỡ 320 mà nó trừ còn có 230 đó, quá thơm luôn nha. Anh em lưu ý ha, khi mà mình nhận hàng thì mình cũng phải kiểm tra kỹ ha, mình kiểm tra là cái mã đơn hàng này nè, mình quay lên, quay video lên mã đơn hàng rồi ha, sau cái mã đơn hàng kỹ ha, rồi mình xây vòng vòng vậy nè, coi có móp méo có gì không trước tiên đó. Rồi anh em nào mà kỹ hơn nữa thì mình có cái cân á, mình cân luôn ra nữa, nói chung là ít lắm nhưng mà mình cứ chủ động mình phòng ngừa là chắc cú, là khi nào mà có trường hợp mà cháo hàng hoặc là hàng nó gây vỡ hoặc là nó hư hại gì đó, mình có video mình quay lại vậy nè, là tức là lỗi á sẽ thuộc đơn vị giao hàng hoặc là cái đơn vị bán hàng thôi, thì lúc đó mình không có bị lỗi gì hết thì Lazada nó sẽ hoàn tiền cho mình lên 100% và luôn tiền ship của mình, rất là ok, mình không cần tốn bất cứ cái gì đó. Anh em lưu ý cái đó ha. Rồi cái này gần 1,5 kg nha anh em đó, mình cũng vậy á, mình thì cũng quay video vậy nè, là quay video lại để kiểm tra coi hàng nó ok không á, sẵn rồi đăng lên anh em tham khảo được chơi thôi chứ chủ yếu là vậy nè. Cái này sức đưa là 100 kg, bảo hành 12 tháng đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lâm Nhật Phát, ok ha, Hồ Chí Minh, Tân Phú nè. Cái này tính ra shop đóng gói thì cũng chắc chắn anh em, trong quá trình vận chuyển đó mình cũng không có sợ mà bị hàng nó bị gây vỡ đâu đó, rất là ok. Shop ở ngoài rất là dày ha. Rồi bên trong thì hộp của nhà sản xuất đây nè, model của nó là LVEG01 đó, điện áp của nó là 220V đó, đầu ra là từ 5V cho tới 15V DC, hộ chính điện á, công 3W nha anh em, 3W thì nó không có hao điện như chân á, xài thoải mái luôn. Kích thước là 15 x 15 x 15, trọng lượng là 1,5 kg nè, đúng rồi, bữa nay mình cân là đúng gần 1,5 kg ha, chính xác, ok. Thì cái này công dụng của nó là nè, bền bỉ êm ái nè, an toàn tiện lợi, rồi bảo hành 12 tháng nữa ha, anh em có về thì mình đọc chi tiết ha đó. Điện áp ra 12V rất là an toàn và tiết kiệm điện đó. Thì điện áp 12V này thì nó không có sợ mà giật hay là gì chân ha, rất là an toàn đó, dành cho bé ngủ ngon lành ha. Mình thì cũng mua về cho con mình xài, nói chung là có cái này thì tiện lợi, mình cũng như con ngủ đó, khỏi cần mình đưa, mình cứ làm công chuyện của mình đó, rất là tiện lợi luôn ha, chỉ với 200 mấy ngàn thôi đó. Bên trong là cũng bao đồ gọn gàng ha, rất là kỹ ha, ok đó, nói chung đóng gói mà giống như shop này nè, rất là ok luôn, nó tránh mọi tình trạng mà bị gây vỡ đâu đó, rất là ok ha. Rồi bên trong thì mình có cái này là đây, cái này là cái bộ nguồn ha anh em đó, bộ nguồn adapter nhìn cũng rất là chắc chắn ha đó. Thì cái này mình cắm điện vô điện 220 nè, rồi cái này thì mình cắm vô cái máy giỏng của mình đó, bên đây thì có cái ốp để mình gắn vô trong cái giỏng ha, rồi để qua bên nha anh em. Rồi đây là cái máy giỏng của mình ha đó, nó màu xanh nha anh em đó, máy đưa võng nè, thương hiệu Việt Nam nè ha, rất là ok đó, Livono đúng hàng đúng chuẩn luôn, có cái tem bảo hành luôn nha anh em, mình mua là tháng 12 năm 2020 đó, ok ha. Rồi nhìn nói chung cũng khá là chắc chắn ha. Đây là nó có một cái hướng dẫn sử dụng đó, anh em mua về thì hướng dẫn sử dụng nè, cách lắp như thế nào nè, gắn adapter điều khiển tốc độ như thế nào nè đó, anh em cứ tham khảo ha đó, có hướng dẫn chi tiết luôn. Cái này là cũng là thông tin bảo hành nè, nhưng mà shop thì dán cái tem bảo hành vô đây rồi, bây giờ không có ghi thông tin ở đây đó, anh em nhớ giữ cái tờ giấy này lại ha, để mình lắp ráp với lại mình vận hành cho nó chính xác. Tổng quan thì mình thấy nói chung cái này nhìn nó cũng rất là lịch sự nha anh em đó, anh em chỉ cần anh em lắp vô võng á, xong rồi mình lấy cái này nè đó, cái nguồn điện ở đây nè, mình cứ cắm vô đây là hoạt động ok ha, thì nó sẽ điều chỉnh là xây để điều chỉnh nè,
tốc độ từ thấp đến cao này ha, anh em xài là tốc độ bao nhiêu đó mình cứ điều chỉnh cho phù hợp. Như em bé thì mình điều chỉnh nó vừa vừa thôi, nó đưa nhẹ nhẹ thôi cũng rất là ok rồi đó, khá là êm ha. Nói chung là cũng đủ tính năng, cục nguồn này nó cũng nặng lắm nha anh em đó, cũng khá là chất lượng đó. Đây nè, cái này là mình cắm điện 220 nè, thì nó vô tới đây thì nó đã ra bên đây là ra điện 12V rồi, bởi vì rất là an toàn luôn, mình không có sợ mà gọi điện hay là bất cứ cái gì hết. Mà phần cơ của nó hoạt động này ha, cũng thấy là rất là chắc chắn, rất là trơn tru ha. À, mình đẩy thử nè, đó, rất là trơn tru luôn á. Này nó tầm cỡ 10 ly nha anh em, đó, khá là ok ha. Rồi cái thanh này nè, đó, tầm cỡ 7 ly, đó, 7 ly, 7 x 10, đó, cái này là sắt đặc nha anh em, đó, cũng khá là chịu lực á, rất là tốt luôn. Còn cái miếng chịu lực này để mình coi nó là bao nhiêu nha. Cái miếng này là 3 ly, 3 ly 3, 3 ly 4 gì đó anh em, đó, khá là dày nha. Nói chung thì hàng này người ta làm cũng rất là chắc chắn luôn. Nguyên bộ này cũng cả ký rưỡi mà, khá là ok ha. 5 ly thì chịu lực thoải mái luôn, rất là thoải mái. Là cái này để dành mình gắn vô cái này nè, đó, mình đấu vô trong cái võng. Rồi bây giờ mình sẽ đấu vô cho anh em tham khảo luôn ha. Đó, với lại sẵn rồi mình coi thử cái máy này nó có hoạt động êm ái không. Quan trọng là nó phải êm, tại vì nó mình đưa cho em bé ngủ mà, phải êm mới được chứ, mà nó kêu ồ ồ là cũng như thông à. Rồi ok, thì đây là cái võng của mình ha anh em. Đó thì đầu tiên mình lấy cái cục này ra nè ha. Đó, cái này thì mình lắp kiểu gì nè, nó vậy nè anh em thấy không. Nhưng mà hiện tại giờ là tùy theo cái võng nha, cái võng của mình thì nó có cái cây này nè, nó bị vướng cái motor nè. Đó, bây giờ mình sẽ dặn nó ra, mình để cây quăng bên anh em. Đó, anh em nào mà có cái cây này giống mình nè, đó, mình để ra rất là đơn giản luôn á. Nói chung này thì không cần phải xài đồ nghề gì hết. Rồi cái võng này thì mình để nó quăng bên đi ha, đó, thảy lại đó đi. Rồi chấm chải rồi ha, này cái cây này nè mình gỡ ra mình để bên đây, nó không ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, rồi mình sẽ lắp vô, đó, lấy một cái nè. Cái này anh em mà muốn cho nó trơn tru á, anh em xỏ nó vô trước gì nè, nó đừng cho cái găng nó ăn đủ cái lỗ á, vậy nè, cho nó trơn tru, cho nó ngọt ha, là ok. Rồi bây giờ mình bắt nó lên nha anh em, bên nào trước cũng được chân á, giờ anh bắt bên đây đi, đó, xỏ vô ha, xong rồi mình lấy ốc mình xiết lại, đó, xoay lại, đó, xỏ vô. Đó, siết cứng lại, siết cho nó chắc lại ha. Đó, mình canh coi nó đồng đều, nó ok hết thì mình siết lại cho nó chắc. Cứng lại là xong. Đó, rất là chắc luôn nha anh em. Cái thế này là không bao giờ mà nó rung lắc gì được hết luôn á, cứng ngắc luôn. Siết tay thôi cũng đủ rồi. Đó, còn cái cục này thì anh em để vậy cũng được, mà là gỡ ra cũng được. Mình thì mình để vậy ha. Đó. Rồi, thì cái này nè, là cái này thì đầu này mình ghim vô ổ điện nha anh em. Đó, nó cái nguồn này nó có hai đầu, một đầu dây ghim vô ổ điện, còn đầu dây này thì mình ghim vô đây, ghim thẳng vô đây, ok ha. Rồi mình đã lắp ráp xong cái võng nha. Đó, mới nãy đang khóc quá trời khóc thấy không, để lên một cái tính luôn. Rất là tiện lợi nha anh em. Cái này thì cái ngay chỗ này nè, nó có cái nút đó, mình có thể mình chỉnh nhanh chỉnh chậm đồ cũng được. Nói chung mình nhưng mà lúc mình chỉnh á thì mình phải đợi chút xíu đừng cho nó đều lại nha anh em. Giống như vậy nè, mình chỉnh thử cho anh em coi nha. Đó. Giống như mình chỉnh nhanh lên á, cái nó bị quơ, nó bị quăng đấy à. Đó. Rồi mình chỉnh nhẹ lại đi nè. Nhẹ lại thì nó cũng quơ, nó cũng quăng nè, anh em thấy không? Đó, nó không có đều nè. Anh em phải đợi chút xíu, hoặc là lúc mà mình chỉnh á, mình phải để cho cái giọng nó im lại. Đó, rồi mình mới chỉnh rồi nó mới ngay. Đó, giờ ngủ luôn rồi kìa. Phê quá, ngủ luôn rồi kìa. Quá đã luôn ha. Đó. Đó, cái này thì mình chỉnh nó quá trời nhẹ nè, thấy không? Anh em thấy không? Cái nó không có ngay được cái nhịp đó. Mới nãy lúc đầu video thì nó ngay cái nhịp á. Bây giờ mình chỉnh lại cho nó ngay ha. Đó. Mình chỉnh dạng như là cho nó vừa phải đó, là nó sẽ nhịp rất là ok luôn. Nhưng mà mình cũng phải đợi chút xíu để cho nó nhịp đều đều á ha. Đó. Đợi chút xíu là cái giọng nó ổn định lại, cái giọng cái lực của nó ổn định lại á, là nó rất là đều luôn. Đó, phê quá thì nằm hồi ngủ luôn. cái này là mình còn có sợ cái là bị mũi thôi, bởi vì mình đang đặt về cái giọng mùng á anh em. Cái giọng gì nè, cái giọng mà hồi đó mình xài đó, đi vô rừng đó, thì ở dưới là cái lớp giọng nó có hai ba lớp gì đó, ở trên nó có thêm một cái mùng nữa,
vài bữa thì mình nhận hàng cái đó rồi mình quay cho anh em xem ha, là em bé nó khỏi sợ bị mũi luôn, mà đưa vậy hoài vậy nè. Với lại giống mùng mình thấy nó tiện cái á, là mình kéo sọc tia lại ha, là lỡ như em bé nó có thức nó ngậu quậy đó, nó cũng không có bị lọt xuống giọng. Bởi vậy nó cực kỳ là an toàn luôn. Rồi ok, thì cái này thì mình để đỡ vậy thôi nha, chứ mình cũng phải sắp xếp đồ lại cho nó, làm cho nó gọn gàng, cho nó ok hết. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà mua cái bộ này nè, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả ha, anh em cứ nhấp vô mua. Rồi thì cái này mình có chờ giảm giá đó, thì giá nó rất là rẻ luôn. Rồi cảm ơn anh em đã xem video ha, mà thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh á, mình nhấn vô nút đăng ký nè, rồi nhấn vô cái chuông để khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu nha. Rồi chúc anh em một ngày vui vẻ nha, bye bye.